Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Quản lý đô thị của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Trong tiểu mục Vấn đề đô thị, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn nội dung huyện Đồng Hỷ từng bước xây dựng và phát triển đô thị. Phần cuối chuyên mục trong tiểu mục Không gian đẹp, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn một số hình ảnh đẹp của thành phố Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, bàn giao thị trấn Chùa Hang, trung tâm huyện lỵ của huyện về thành phố Thái Nguyên năm 2017, huyện Đồng Hỷ đã lựa chọn xã Hóa Thượng để tập trung xây dựng đô thị trung tâm mới. Huyện Đồng Hỷ cũng đặt mục tiêu xây dựng xã Hóa Thượng từng bước đạt các tiêu chí của đô thị loại 5 vào năm 2025. Cho đến thời điểm này, thì xã Hóa Thượng đã từng ngày đổi thay, phấn đấu hướng tới mục tiêu như đã đề ra. Nổi bật nhất trên địa bàn xã Hóa Thượng là khu hành chính mới của huyện Đồng Hỷ được lập quy hoạch trên tổng diện tích gần 300 hectare thuộc 5 xóm Sơn Cầu, Sơn Thái, Luông, Gò Cao và xóm Vải xã Hóa Thượng, được chia thành các khu chức năng, khu cơ quan hành chính, khu trường học, khu dịch vụ công cộng, khu đất ở, khu thể dục thể thao, khu cây xanh và khu quảng trường. Dự án đầu tư xây dựng khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn 2017-2020. Dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ và các công trình phụ trợ là dự án nhóm B, công trình dân dụng cấp 2, được xây dựng trên tổng diện tích xây dựng 3,2 ha. Công trình bao gồm các hạng mục chính, khối nhà huyện ủy và khối nhà ủy ban dân huyện, mỗi nhà có tổng diện tích sàn 4.500 m2. Công trình gồm có 5 tầng nổi và 1 tầng bán hầm để xe. Ngoài ra còn có các hạng mục nhà hội trường, nhà ăn, hạng mục hạ tầng kỹ thuật. Công trình mang phong cách kiến trúc hiện đại, được bố trí khoa học hợp lý, đảm bảo tính uy nghi và trang nghiêm của cơ quan hành chính nhà nước. Với tổng mức đầu tư gần 228 tỷ đồng từ nguồn ngân sách do thành phố Thái Nguyên hỗ trợ để xây lắp các công trình và nguồn vốn giải phóng mặt bằng từ ngân sách tỉnh hỗ trợ. Theo thông tin từ Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Đồng Hỷ, thì đến nay các hạng mục của dự án đã cơ bản hoàn thiện, đơn vị thi công đã và đang huy động tối đa nhân lực đẩy nhanh tiến độ công trình và chính thức đưa vào sử dụng trong tháng 1 năm 2021 đối với tất cả các hạng mục. Với trụ sở mới trên địa bàn xã Hóa Thượng đã làm đổi thay lớn về khu đô thị mới của huyện. Trong năm 2020 này thì để xây dựng Hóa Thượng lên đô thị thì chúng tôi cũng đã chủ động tích cực trong thực hiện tất cả các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Kết quả là các chỉ tiêu mà huyện giao đều đạt và vượt. Đặc biệt trong năm 2020 chúng tôi cũng đã tham mưu tốt cho huyện để xây dựng đồ án quy hoạch Hóa Thượng thành đô thị loại 5 và cũng đã trình các cấp có thẩm quyền đề án công nhận Hóa Thượng là đô thị loại 5. Thế và để tiếp tục thực hiện cái việc xây dựng Hóa Thượng trở thành đô thị trung tâm của huyện thì trong năm 2021 này chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phối hợp tốt với các phòng ban ngành của huyện để tham mưu cho huyện thực hiện công tác quản lý và thực hiện quy hoạch đô thị loại 5 của Hóa Thượng. Đồng thời sẽ tập trung các nguồn lực để phát triển, nâng cấp các khu dân cư tập trung, rồi nâng cấp đường giao thông, đường điện để thu hút các nhà đầu tư về đầu tư xây dựng Hóa Thượng. Dự án xây dựng trụ sở làm việc huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ, các công trình phụ trợ và dự án xây dựng hạ tầng khu tái định cư được ưu tiên tối đa để tập trung thực hiện trước nhằm đáp ứng công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền, hoạt động của các cơ quan, đơn vị chuyên môn của huyện Đồng Hỷ. Cho đến thời điểm này, khu hành chính của huyện Đồng Hỷ đã cơ bản hoàn thành kể cả về khối lượng công việc cũng như giá trị của công trình. Vì yêu cầu quan trọng như vậy, cho nên công tác chỉ đạo lãnh đạo của cấp ủy chính quyền cũng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và đưa ra những yêu cầu về tiến độ hoàn thành cũng như mục tiêu trong thời gian tới. Năm vừa qua thì huyện Đồng Hỷ thì cơ bản là đã hoàn thành các cái chỉ tiêu về kinh tế xã hội và các chỉ tiêu cơ bản là đạt và vượt. Trong đó thì có các cái chỉ tiêu, các cái tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, các tiêu chí về giao thông, quy hoạch. Thì đây là một trong những tiêu chí mà đã được lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đã chỉ đạo quyết liệt xây dựng và hoàn thành từng bước. Trong đó đến nay thì chúng tôi đạt được 11 trên 13 xã về đích nông thôn mới. Năm 2020 thì chúng tôi đạt được 2 xã, một xã nông thôn mới và một xã nông thôn mới kiểu mẫu, là hoàn thành các cái tiêu chí và đã được tỉnh xuống thẩm định. Thì năm 2020 chúng tôi đã xây dựng được các cái cơ sở hạ tầng của các địa phương.
Thì trong thời gian tới thì từ năm 2021 thì chúng tôi đã thực hiện theo cái quy hoạch chung của khu hành chính và cái quy hoạch chung của đô thị mới Hóa Thượng. Thì trên cơ sở đó thì chúng tôi sẽ bám sát vào các cái quy hoạch của tỉnh, kết nối vào các quy hoạch của tỉnh và thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh để quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, thực hiện quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và dự kiến hoàn thành vào trong tháng 3 năm 2021. Thế thì trên cơ sở đó thì sẽ từng bước để mời gọi các nhà đầu tư, dành các cái quỹ đất để mời gọi thu hút các nhà đầu tư, dành cho quỹ đất thương mại, dịch vụ để phát triển kinh tế xã hội, từng bước đưa đô thị Sao Hóa Thượng trở thành đô thị trung tâm và là trung tâm huyện lỵ, thực hiện bám sát nghị quyết đại hội Đảng bộ khóa 25. Trong đó thì có 3 đột phá, và cái đột phá là xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng khu trung tâm hành chính mới, và đô thị Sao Hóa Thượng sẽ phấn đấu trở thành đô thị loại 5 vào năm 2025. Cùng với sự phát triển của các địa phương trong tỉnh, trong những năm qua, việc xây dựng cơ sở hạ tầng khu hành chính của huyện được đặt ở vị trí xã Hóa Thượng mang một dấu ấn đậm nét về việc điều chỉnh địa giới hành chính. Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng đô thị Hóa Thượng. Bên cạnh đó, huyện sẽ làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thu hút đầu tư, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hoàn thiện hạ tầng cơ sở, đáp ứng các tiêu chí của đô thị loại 4 trong những năm tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, trong tiểu mục Không gian đẹp, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn một số hình ảnh đẹp của thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục Quản lý đô thị do Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.